Vô tất ba vô. Ê chị Mập, chị Mập. Sao? Sao tiếp? Sao tiếp? Lúc em mới vô em ngơ ngơ á. Hai chị á. Thấy anh đâu? Thấy. Chồng chị biết á. Ê, để tôi quay mốt tôi bỏ lên YouTube cho bà coi nha, bà biết. Hai đứa. Hai đứa quay sang cầm gì giới thiệu đi chứ. Mốt lại lên YouTube bà biết bây giờ dưới bà cho anh hướng coi. Đây là chị ăn mừng, bà biết rồi. Ăn mừng hết thôi vô đi. Bò, món bò. Bắp bò hả? Ăn tỏi chống hơi nách bà con ơi. Chống Covid. Đây là công đoạn chuẩn bị. Anh trên bàn dưới nước dưới đi. Chủ tịch đang làm nước mắm. Đã làm xong rồi. Điên a à, kim chi trăm dạ làm cho chị cái gì định leo cái gì xem cái gì mày thiệt là hiểu tâm lý tao qua biển thiệt nhiều đây là chị Mập. Đây là công quốc khai thần của tôi, kho nguyên liệu. Bà đọc lộn ngựa lộn mày. Bạn sủ nhi nè, kia là sủ bự. Cắt chanh, lột tỏi. Chủ tịch. Bắt qua hiện tại. Một thanh niên sống ảo nè. Rồi. Em dính vào tay rồi. Chúng ta có đậu bắp, cà tím, rau, một rổ ớt. Cái gì chia rau nè? Đó là con giấy kìa. Rồi. Nè, bỏ ra như thế này thì biết cho nó dễ đi á.
trời. Chủ tịch pha cái bịch cái chai ra chai gì vậy chủ tịch? Nguội hả? Không phải. Cái gì? Sốt á. Những gương mặt thân quen chuột một vòng chị biết cho ta anh coi. Đây là những cái gương mặt trong cái ban thằng thằng chống Covid. Ê, ngồi mình sẽ là chụp tấm hình mấy chị em mình đây rồi lên sàn ăn nghỉ chụp thay là chụp hết luôn nghĩa. Tắt chưa được đi, tắt chưa quay đi. Em đứng phụ em. Cái nhiều lỗi lên chị. Trộn lên. 2 4 6 cho 6 cục đi. Cho hành lên luôn. Cũng hành lên luôn hả? Ừ, cho mấy nhỏ này là cho Nghĩa ăn. Trời ơi, cái thằng đó. Cái này nướng lên lẩu quá con à. Lên gì? Bà thể hiện ngon miệng lên có bay. Đây video đoạn ngắn nè 10 giây. Chu mỏ lên thì quảng cáo rồi lên.